Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 30 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Can hệ gì đến con? Được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Giăng chương 21 từ câu 15 đến câu 22. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Giăng chương 21 từ câu 15 đến câu 22, bản truyền thống hiệu đính. Khi ăn xong, Đức Chúa Giê-xu nói với Simon Phi-e-rơ rằng: Simon, con của Giăng, con yêu ta hơn những người này chăng? Phi-e-rơ thưa: Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu bảo: Hãy chăm sóc những chiên con của ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: Simon, con của Giăng ơi, con yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa: Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu bảo: Hãy chăn chiên ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: Simon, con của Giăng ơi, con yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần con yêu ta chăng. Ông thưa rằng: Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu bảo: Hãy chăm sóc chiên ta. Thật, ta bảo các con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều này để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: Hãy theo ta. Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ Đức Chúa Giê-xu yêu thương đang theo sau, là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi: Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài? Khi thấy người ấy, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu: Thưa Chúa, còn người này thì sao? Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc ta đến thì can hệ gì con? Phần con, hãy theo ta. Câu gốc hôm nay được chép trong Giăng chương 21 câu 22. Việc đó can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo ta. Tại sao của con là kẹo dâu, còn của em là kẹo nho? Đứa cháu gái 6 tuổi hỏi tôi. Các cháu trai, cháu gái của tôi đã giúp tôi sớm nhận ra rằng trẻ con thường so sánh về những món quà mà chúng nhận được. Điều này có nghĩa là để làm một người gì tuyệt vời, tôi cần biết cách phân xử. Đôi khi tôi cũng so sánh những điều Chúa ban cho tôi với người khác. Tại sao con có cái này, còn cô ấy có cái kia? Tôi hỏi Chúa. Câu hỏi này làm tôi nhớ đến điều Simon Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Giê-xu bên bờ biển Galilee. Chúa Giê-xu vừa phục hồi và tha thứ cho Phi-e-rơ vì trước đây ông đã chối bỏ Ngài, và bây giờ Ngài nói với ông rằng ông sẽ làm vinh hiển danh Chúa qua sự tuần đạo. Tuy nhiên, thay vì đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ lại hỏi: Thưa Chúa, còn Giăng thì sao? Chúa Giê-xu đáp: Việc đó can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo ta. Tôi tin rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ nói như vậy với chúng ta. Khi Ngài hướng dẫn chúng ta về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài. Chúng ta không nên so sánh hoàn cảnh của mình với người khác, mà hãy cứ bước theo Ngài. Trong hơn 30 năm, sứ đồ Phi-e-rơ đã bước theo Chúa, trở thành người lãnh đạo can đảm của hội thánh đầu tiên. Các ghi chép lịch sử còn cho thấy ông đã dũng cảm đón nhận cái chết dưới lệnh của vua Nero độc ác. Nguyện chúng ta cũng hết lòng trung kiên bước theo Chúa, tin cậy hoàn toàn vào tình yêu và sự hướng dẫn của Ngài. Bạn có từng so sánh hoàn cảnh của mình với người khác không? Bạn sẽ bước theo Chúa bằng những cách thực tiễn nào?
Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin cậy và vững bước theo Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.